Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với một video của mình. Thì mình là Gian đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video, đó chính là mình sẽ dọn cái căn phòng này của mình. Thì cũng khá lâu rồi mình chưa dọn, thì bây giờ nó rất là bẩn. Bây giờ chúng mình bắt đầu dọn thôi. Và đây là căn phòng của mình khá là bừa bộn. Đó, đây là căn phòng của mình khá là bừa bộn. Rất là bừa bộn luôn ý. Bây giờ mình sẽ dọn thôi. Hello các bạn, và lại là mình đây. Mình đã kiếm được một cái thùng này để mình đựng mấy cái rác ở cái chỗ này này. Thì cái chỗ này là hình như là cái chỗ bừa bộn nhất ở phòng mình luôn đi. Bây giờ mình sẽ dọn. Trước tiên là cái chân sạc này thì mình sẽ để gọn vào đây. Mấy cái ống này thì mình hồi cũng vứt nó vào. Cái này đây là mấy cái gì mà mình làm từ rất là lâu rồi, mình làm từ đợt mùa hè dọn phòng của mình đó. Bây giờ thì mình sẽ đút hết vào cái hộp này, cái túi ni lông này thì mình sẽ, bây giờ mình quyết định mình sẽ đút hết những cái kit chi của mình vào trong cái túi này đó, và mình sẽ đút hết vào trong này nha. Kiểu là cái chỗ này là cái chỗ mà mình cảm giác là mình thấy nó đi, kiểu dạng là nó là nhiều nhiều rác, nhiều cái thứ mình bày đấy. Mình sẽ đưa hết cái gì vào đây. Thì hôm nay mình dọn nhà là 29 Tết rồi, thì nhà các bạn đã chuẩn bị gì chưa? Bình luận ở phía dưới cho mình biết nhá. Và mình sẽ nói hôm nay mình ở nhà nên là mình cũng ăn mặc kiểu là nó cũng không được lạnh lắm, nhưng mà nó chỉ lạnh hai cái cánh tay này, nên là mình đã mặc cái áo này vào và mình mặc trang phục ở nhà rất là tinh. Đây, còn những cái thứ này mình sẽ vứt hết vào cái hộp này. Đây là những cái sách của kỳ 1 ý. Kiểu là mình vẫn giữ lại để mình để lại cho em mình. Đây, mình sẽ vứt tất vào đây, vứt tất vào cái thùng này. Cái gì thì mình sẽ vứt vào đây. Do mình quay bằng Android ấy, nên là nó sẽ không được nét lắm. Có gì các bạn hãy bỏ qua nha. Bao giờ mình kiểu là bao giờ có điều kiện thì sẽ... một cái thông báo. Xin lỗi các bạn. Và đây, con vào mình sẽ vứt vào đây. Đó, và đã xong cái túi này của mình rồi. Giờ mình sẽ buộc vào. Và mình sẽ... Đây, ở đằng này. Ở cái chỗ dưới, cái chỗ cái cương này thì có một cái tủ. Mình sẽ đúc cái này vào đây nha. Đó. Và đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần ở dưới nha. Cái phần ở dưới cực kỳ là bừa bộn luôn ý. À, ở đây. Cái này thì đã hỏng rồi nên là mình sẽ vứt. Giấy này mình cũng vứt. Trời ơi, làm rác rồi, làm rác. Còn cái này là hộp mà hạt của mình, nên là mình sẽ đưa vào cái thùng này. Đai này của chị mình làm. Trời ơi, làm rác quá đi. Cực kỳ làm rác đấy, có vàng. Cái hộp này mình sẽ đưa lại. Và đây là cái túi tiếp theo của mình. Và mình sẽ đưa ra ở đây. Ý để mình kiểm tra thêm biết hết chưa. Mình vẫn còn giấy nên là mình sẽ để lại ở đây. Để vào cái thùng này. Và đây là đồ ăn của mình. Mình khá là lười. Nên là mình sẽ đưa cái ra vào đây.
Hello mọi người, thì chỗ này hiện tại là mình đã dọn xong rồi. Mình đã dọn xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chỗ tiếp theo thôi. Thì trước khi chuyển sang thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, mình đã dọn lại ngăn nắp rồi, không bừa bộn như hồi nãy nữa. Đây, để mình cho các bạn xem. Đó, rất là sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một chỗ khác, đó chính là cái bàn học của mình nha. Đây, bàn học của mình đây. Thì bây giờ mình sẽ dọn bàn học thôi. Bây giờ mình sẽ dọn, trước tiên là mình sẽ dọn vở nha. Và đây là những cái túi cặp để mình đi học thì mình sẽ treo vào đây. Thì mình được nghỉ một tuần ngày Tết đó, và đây là tất cả cái chỗ để mình treo cặp của mình ý. Và bây giờ mình sẽ dọn chỗ cuối cùng, đó chính là giường của mình. Thì bây giờ mình sẽ kéo gọn cái màn của mình vào đã. Sau đó mình sẽ ghém nó lên. Và sau đó mình sẽ gấp cái chăn này lại. Và cuối cùng thì phòng của mình cũng đã dọn xong. Và mình sẽ quay toàn bộ phòng cho các bạn xem nha. Mình đã dọn xong rồi nha. Và đây là cái cửa sổ của mình. Thì nó có một cái bình hoa và một chiếc quạt. Đây là cửa sổ của mình nha. Và đây là mình dán ảnh idol của mình. Đó, vậy là đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm vài một chậu cây vào cửa sổ nha. Ở đây thì mình có một chậu siêu dễ thương luôn ý. Thì mình sẽ để ở đây nha. Đó, thì mình sẽ lấy thêm một chậu nữa. Ở đây thì mình có một cây xương rồng.
mình sẽ tưới. Vậy là xong rồi. Đó, vậy là mình đã dọn xong phòng của mình rồi nha. Và mình đây, cuối cùng thì mình cũng đã dọn xong căn phòng bừa bộn của mình rồi. Bây giờ mình cũng thấy khá là mệt rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Và các bạn hãy đón video tiếp theo của mình nha. Bye bye, đừng quên cho mình một like, bấm nút đăng ký và kèm chuông thông báo nha. Bye bye.